Huấn luyện viên Mai Đức Chung, Tết này, vợ tôi hạnh phúc nhất. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói rằng ông chẳng còn nhớ bao lâu rồi chưa có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình như năm Giáp Thìn 2024. Ngày 4 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, tổ chức buổi lễ tri ân huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nhà cầm quân 73 tuổi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang của mình. Năm Giáp Thìn 2024 là lần đầu tiên ông Chung có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình sau nhiều năm hy sinh cho trái bóng tròn. Vợ tôi vui nhất. Người mong tôi ở nhà ăn Tết nhất là vợ tôi. Cũng như mọi người thôi, tôi sắm sửa mua bán vừa đủ cho Tết thôi. Tết với tôi tuyệt nhất là tinh thần. Khi biết tôi nghỉ ở nhà, vợ tôi lúc nào cũng tươi cười. Mọi thứ sắm sửa vật chất không quá quan trọng, với bà ấy điều hạnh phúc nhất là chồng ở nhà ăn Tết trọn vẹn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nở nụ cười hạnh phúc. Vào những ngày lạnh giá của mùa đông Hà Nội, chủ quán phở gà nổi tiếng trên phố Phủ Doãn chẳng lạ gì khi ông Mai Đức Chung mang chiếc cặp lồng mua phở cho vợ. Ông di chuyển bằng chiếc xe máy cá nhân, ăn vận giản dị và nụ cười luôn thường trực trên môi. Năm nay, ông Chung không phải đi xa. Tết Giáp Thìn 2024 là cái Tết đặc biệt nhất trong hơn 20 năm qua với huấn luyện viên Mai Đức Chung. Với những người làm công tác huấn luyện bóng đá, họ không có nhiều thời gian ở bên gia đình trong các dịp lễ Tết bởi đặc thù công việc. Có khi, các huấn luyện viên nghỉ chưa được 5 ngày là lại phải xa nhà. Phải nói rằng Tết năm nay tôi mới thực sự được ở nhà với gia đình. Tôi ăn Tết vui vẻ, đầm ấm và tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả. Nhiều năm qua, tôi lúc nào cũng lo nghĩ về kế hoạch tập luyện rồi kế hoạch của cả mùa giải năm sau. Tôi phải làm giáo án rồi nhiều thứ khác. Đầu óc tôi rất thoải mái, năm nay mình mới thực sự được nghỉ, được sum họp gia đình. Thực sự là rất lâu rồi tôi mới có một cái Tết như năm nay. Có lúc tôi cũng được ăn Tết ở nhà nhưng nghỉ được vài ngày thôi. Ngắn ngủi lắm. Đó là chuyện quá khứ rồi. Năm nay tôi yên tâm nghỉ ngơi, huấn luyện viên Mai Đức Chung phấn khích. Bà Phạm Thị Ngọc Uyển, vợ của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn sắm sửa đơn giản ở chợ Ngọc Hà. Bà Uyển mua rau, mua thịt, nhu yếu phẩm để lo cho chồng, con và cháu một cái Tết đủ đầu. Lâu rồi ông Chung mới ở nhà dài ngày như vậy vào Tết Nguyên Đán. Có lẽ, sau nhiều năm ăn Tết chưa thỏa lòng, bà Uyển thực sự là người hạnh phúc nhất như chồng nói. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cười và nói, khi biết tôi nghỉ ở nhà, vợ tôi lúc nào cũng tươi cười. Mọi thứ sắm sửa vật chất không quá quan trọng, với bà ấy điều hạnh phúc nhất là chồng ở nhà ăn Tết trọn vẹn. Lời chia tay là điều khó khăn nhất. Ngày 31 tháng 10 là cột mốc đặc biệt với huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng như nhiều học trò. Đó là buổi tập cuối cùng của ông cùng đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như và đồng đội chạm trán đội tuyển Nhật Bản, ngọn núi mà bóng đá nữ Việt Nam khó có thể vượt qua trong tương lai gần. Tuyển thủ Trần Thị Duyên hồi tưởng, đó là buổi tập nhiều cảm xúc. Các chị động viên chúng tôi nỗ lực hơn, cố gắng hơn để có thể tri ân huấn luyện viên Mai Đức Chung bằng một trận đấu ấn tượng. Có điều, bác Chung không nói nhiều đến sự chia tay hay một lời tạm biệt nào cả. Bác muốn chúng tôi tập luyện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung không nói quá nhiều lời ngọt ngào với các cầu thủ nữ. Ông Chung quan tâm nồng ấm như một người cha, nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Mọi thứ ở đội tuyển nữ Việt Nam đều có khuôn khổ. Tôi nghĩ nói lời chia tay với các bạn cầu thủ là điều khó khăn nhất. Chúng tôi có thời gian dài làm việc cùng nhau. Trong cuộc họp trước buổi tập cuối cùng, tôi chỉ nói một vài ý để các bạn hiểu được, vẫn còn trận đấu mà. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, tôi trân quý tình cảm của mọi người, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói. Mối lương duyên nào rồi cũng đi đến hồi kết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tâm sự rằng ông vẫn thường nằm và nghĩ về công việc của mình vận hành ra sao nhiều năm qua. Ông toại nguyện khi đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2023. Bóng đá Việt Nam vẫn còn đó nỗi lo khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung trăn trở, tôi cũng nghĩ về những điều còn dang dở. Bóng đá nữ thực ra chưa phát triển nhiều, còn nhiều thiệt thòi lắm. Tôi không so sánh với bóng đá nam và mà so với nhiều nước Đông Nam Á, mình phải làm thế nào để bóng đá nữ được quan tâm hơn? Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.